Giá tiêu hôm nay 19 tháng 10 tại thị trường trong nước tăng nhẹ, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 67.500, 70.500 đồng 1 kg. Giá tiêu trong nước. Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đứng giá, trong khi đó Đông Nam Bộ tăng nhẹ 500 đồng 1 kg. Cụ thể, giá tiêu khu vực Tây Nguyên tiếp tục dao động từ 67.500 đồng 1 kg, 69.000 đồng 1 kg. Như, giá tiêu Cư Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 67.500 đồng 1 kg. Giá tiêu đắt lắc hôm nay và giá tiêu đắt nông tiếp tục được thu mua 69.000 đồng 1 kg, bằng với giá hôm qua. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay dao động từ 70.500 đồng 1 kg, 71.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá tiêu Bình Phước đang được thu mua ở mức 70.500 đồng 1 kg, còn giá tiêu bà rịa vũng tàu được thu mua ở mức 70.500 đồng 1 kg, tăng 500 đồng 1 kg so với hôm qua giá cà phê ngày 19 tháng 10 tiếp tục tăng 400 đồng 1 kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên thay đổi quanh mốc 64.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ngày 19 tháng 10 năm 2023 ở mức giá 64.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 64.200 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.700 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Mờ Ga giá cà phê hiện ở mức 64.200 đồng 1 kg. Còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.300 đồng 1 kg.